Mình dở nha, mình dở, bị dở, mình bắn rồi nó dở lắm nha. Size dài của vợ là nhiêu? Hiện tại là chắc là cỡ 41 á. 41? 35. 35. Sao, ủa? Sao cái này đón đại hay là... Không, thật mà. 35 chân em bé nha. Chân bé nhỏ thì được. Không, chân bé lắm. 36 á. Chân 35, 36 á. Vui vui thì 36, không vui là 35. Nói chung là cái phần thi vận động các bạn đã xong. Gân cốt đã giãn rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với gọi là phần thử lòng. Rồi, và bây giờ sẽ là một cái phần rất là thú vị, đó chính là thử lòng vợ. Và bây giờ sẽ là phần thử lòng của Tùng Min trước đi ha. Tùng Min sẽ đưa ra cái câu chuyện gì để thử lòng cho bà vợ giật gân chơi. Chắc là xin mua đồ tập. Tập gì, đồ tập gì? Boxing á. À, mà từ đó giờ có hay mua không? Không. Bây giờ định xin nhiêu? Tầm 25-30 triệu gì đó. 25-30 triệu. Thử xem. Ừ, thử xem sao. Xin mời qua đây. Nó chẳng may mà xin được thì... Rồi, qua anh... bên khu vực riêng của mình đi à. Sẵn sàng chưa? Ok, vừa mới nhắn tin bảo là em đang về cất đồ rồi em đi đón con. À rồi, điện đi. Ờ, cô ơi. Đang đâu ơi? Em đi về cất đồ đi, đi đón con đây. À, anh bảo này. Ê, cô ơi. Lô. À. Bảo. Đâu rồi? Alo. Nó tắt luôn rồi. Trời ơi! Không gọi gì mà lạc lõng vậy? Không gọi điện thoại lại, cái không cho FaceTime. Không cho FaceTime? Không cho FaceTime. Alo? Ừ, sao anh? Chồng bảo này, bây giờ chồng nhờ cái này xíu nha. Ừ, nói đi, lẽ đi, lỡ cứ ngồi. Bà lỡ đặt cái đồ tập rồi á, chồng lỡ đặt đồ tập rồi, bây giờ vợ cho tiền vợ mua được không? Lỡ đặt. Bao tiền? Hả? Bao tiền, nói luôn đi, mệt quá. 28 triệu mấy anh nhớ, anh mà anh đặt trước 2 triệu rồi. 28 triệu mấy à? Ừ. Bán xe đi nha. Bán xe đi nha. Ừ. Dạ dạ, vô đây, 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 đây. Ủa sao tới rồi sao không hú? Tại sao tới mà không hú? Rồi nãy giờ hú nè. Ủa nãy giờ tôi nói chuyện ồn ào vậy mà không nhận ra giọng tôi hả? Đang tập trung nhiều quá tập không nhận ra. Ủa mà vợ ông đây sao hay đội nón vậy? Tóc tai đâu hết rồi, vợ nắm hết trơn hay gì vậy? Có tóc đâu mà để phải đội nón thôi chứ. Nè, bạn nè. Ủa này cái gì vậy? À, trứng á. Trứng á? Đứa thằng trái. Thôi hai đứa thằng trai trái. Cho điều. Sao lại gia đình hạnh phúc không? Nói chung là cũng được. Vợ ông đây còn hay chơi vợ mập không? Vẫn chơi đều. Rồi có bị quýnh không? Chân mày thấy lẹm lẹm vậy là thời trang hay vợ nhổ vậy? Nó cũng đi theo thời trang của tóc luôn. Sao đổ mồ hôi vậy em? Em sợ vợ em tới đây hay sao đổ mồ hôi sau nước mắt vậy em? Em sợ vợ em xem được cái số này. Sợ hả? Có đâu sợ em. Sợ lắm. Không, cái số này phát nội bộ thôi. À thế ạ. Vợ ông đây vợ ông hiếp em không? Có chứ anh. Có hả? Thì bữa em bây giờ đang bầu đứa thứ hai rồi. Dạ. Thứ hai hả? Ê trời ơi, có bầu là tâm tính là cũng như là tâm sinh lý thay đổi. Ngang ngược lắm anh. Ngang ngược hả? Em có chiều không hay là em ngang ngược lại? Phải chiều chứ. Em chiều đúng không? Dạ. Tại vì phụ nữ ta có thai mà phải thông cảm cho người ta chứ. Ngày hôm nay anh em mình trò chuyện đây là mình sẽ có tay làm hàm nhai không? Cái miệng mình vừa nói xấu vợ mà tay vừa làm những cái món quà ý nghĩa nữa. Là sẵn sàng không? Ok. Mình sẽ gặp gỡ những cái bạn nhân viên đây. Họ sẽ chỉ mình cái cách mà làm những cái vật này, những cái con này, những cái mà mình yêu thích đúng không? Mẹ em Nhân Nhiên ơi. Dạ, chào, chào bạn. Dạ, trước khi đi vào gọi là một lớp trải nghiệm thì em xin phép gửi ba cái áo sơ này trước cho mình mặc vô để khi mình làm nó không bị dơ. À, đỡ dơ đồ đúng không? Cái này quen quá nè. Đó, nhà vợ bắt rửa chén giặt đồ rồi nó cũng bắt đeo tập về nè. Đây là bằng xoay ạ. Đây là bằng xoay. Bằng xoay bằng thạch cao. Mình vừa xoay vừa tạo hình sản phẩm trên bằng xoay này. À. Dạ. Để làm ra một sản phẩm thì đầu tiên xong bị thiếu là đó là đất ạ. Đầu tiên chúng ta đã có đất rồi. Thứ hai là mình sẽ tạo hình trên sản phẩm trên cái bằng xoay thạch cao. Mình làm trên bằng xoay sẽ tạo ra những thứ gọi là tròn rồi mình mới sáng tạo trên cái mình đang làm thì nó mới ra được. Ví dụ như anh làm cái chén xong anh vẽ con sư tử lên. Nếu mà làm con sư tử thì mình sẽ nặng tay được thôi chứ không thể xoay trên bằng xoay được. Hiểu rồi, vậy bây giờ mình làm cái chén đi. Dạ. Rồi mình vẽ con sư tử lên. Dạ. À. Dạ. Sau khi ví dụ như anh làm xong rồi, bắt buộc mình phải phơi khô dưới ánh nắng mặt trời hoặc là dưới ánh đèn để cho sản phẩm hơi hanh khô. Nó hơi hanh khô thì mình mới trang trí, mới tô màu, mới vẽ con sư tử của mấy anh lên được. Dạ. Giờ việc đầu tiên mấy anh giúp em là lăn cho cục đất thật là tròn trước giúp em.
Ủa nãy nó tròn rồi mà ai bẹt ra vậy? Cái này để làm gì chị? Dạ, chén nước này là dùng để mình nhúng tay vào nước để tạo hình với đất. Anh lại tưởng để đây khát uống. Để đây khát uống. Quái vậy? Phải thiệt là tròn ạ. Phải thiệt là tròn. Giờ em giờ tao tính khí làm sao? Bấp bênh lắm, khó. Bấp bênh hả? Không có ổn định ngay. Sao nó tròn hay sao nữa? Dạ, chúng ta sẽ đặt vào giữa bàn xoay. Đây là giữa tâm của bàn xoay ạ. Dạ rồi. Dạ. Đặt lệch đó thì sản phẩm mình chúng ta xoay nó sẽ bị méo. Chúng ta sẽ dùng những cái cạnh ngón tay để nhấn cục đất xuống cho nó bám dưới bàn xoay. Đây, nhấn xuống thì chúng ta mới xoay được. Không thôi, nếu chúng ta xoay mạnh thì đất nó sẽ văng ra ngoài. Dạ. À, mình dán vô đúng không? Dạ. Các anh sẽ để cái tô nước vào bên cái tay thuận của mình. Chúng ta sẽ nhúng tay vào nước, đặt lên cục đất luôn như thế này. Chúng ta xoay, sẽ làm cho cục đất thiệt là tròn. Dù chúng ta làm cái dĩa, cái bình hay là cái chén đều phải qua bước này, gọi là làm cho nó thật là tròn thì chúng ta mới làm được. Cảm giác mà này nó cứ kỳ kỳ sao? Nó cứ nhột nhột cái tay. Nó cứ nhột nhột sao sao. Đúng không? Quen á. Không quen á, chứ ta làm quen người ta thấy bình thường. Cái này nó như kiểu của lạ đó. Bé này. Giờ em sẽ chuyển qua bước thứ hai là mình sẽ dùng cái phần này. À để... kép. Dạ, bàn tay kép cái thịt tay. Dạ, và bốn ngón tay còn lại mình sẽ ôm một đất như thế này. Và ngón cái mình tì từ trên xuống. À. Dạ rồi, mình sẽ xoay để cho cục đất nó thiệt tròn. Và ngón cái nó tì ở trên thì nó sẽ cho cục đất nó chắc. Dẹp dẹp ra. Dạ, dẹp ra và chắc giữa bàn xoay. Rồi nè. Dạ, đúng rồi, tương đối rồi đó. Ê, sao, sao kỳ vậy? Làm gì kỳ vậy? Sao nó lắm lắm chứ hả? Sao làm lỡ lỡm giữa vậy? Em bóp hơi mạnh. Khi nhấn tâm xuống thì chúng ta sẽ nhấn trừ khoảng cách đáy khoảng 0.5 đến 1 cm. Chắc em phải xin thêm đất á, tại vì vợ em ăn nhiều lắm, cái tô nó phải đự xíu chứ cái chuyện này cái chén luôn. Tội anh là cái máng nha. Tay mình hơi khô mình phải nhúng nước liền để nó tạo sự ma sát với cục đất với tay mình để mình dễ tạo hình hơn ạ. Bước tiếp theo chúng ta sẽ dùng ngón cái để ở trong trụ là trong cái hình tròn nhỏ nãy, ba ngón còn lại sẽ ở ngoài, coi như gọi là đối xứng với nhau để mình cảm nhận độ dày hay độ mỏng của đất. Bắt buộc chúng ta sẽ để tay ở giữa tâm của cục đất đi đi lên thôi ạ. Chỉ đi lên không qua trái qua phải. Tay mình phải chắc, mình phải dựa vào đầu gối. Dạ. Dạ đúng rồi đó. Ôi thôi chết rồi. Ôi thôi chết rồi. Nó rụng ra rồi. Tay anh bự quá, anh làm gì nó cũng hả, nhiều lực ấy, anh nhẹ nhàng thôi. Nó hơi thô bạo ha. Thô bạo quá. Thôi vậy được rồi. Ấy cái này giống cái đèn thần nè. Nè đèn thần ra đèn thần rồi nè. Rồi mình bỏ dòm vô cái đèn thần luôn, nhốt chổng luôn hiểu không? Thông cho ra, không cọ luôn. Cái gì? Không không trà luôn. Đúng rồi, thông trà chứ nào trà mới cho ra. Yeah. Mình bóp cái miệng lại nhốt vợ trong nó luôn. Đỡ lèm bèm. Chúng ta cùng qua kia để trang trí nha. Dạ rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Kính thưa quý vị các bạn, thế là anh em chúng tôi đã nhào nặn xong gọi là cái bước thô. Nhưng mà thật sự cái đó nó cũng không có được đẹp lắm. Thì bây giờ mình cứ nấu đi, xong về mình tặng cho con mình. Bây giờ mình chọn cái nào cũng được được một xíu. Rồi mình qua mình trang trí đi, lát về tặng vợ. Dạ. Quân, em chọn đi. Em nhìn lướt sơ là em biết cái gì để tặng vợ em rồi đó. Wow, cái này cái gì vậy? Trời, con ma. Con ma chùm mền. Mô hình con ma chùm mền. Tại sao em lại chọn mô hình con ma chùm mền này? Tại vì vợ em hay ngủ quá. Hay ngủ? Dạ, nên là có cái mền nó dính liền với vợ em. Là hay ngủ. Đây là con ma chùm mền. Lát mình sẽ trang trí con ma chùm mền này để tặng cho vợ mình. Còn... Lướt lướt là thấy có cái này. Trời. Cái này. Em nhìn ra nha. Bọn này hai đứa bạn luôn á nha. Cái này là sắc ướp Ai Cập. Sắc ướp Ai Cập á. Phải không? Này giống miếng xin gươm cái gì? Tại sao lại chọn mô hình sắc ướp Ai Cập như vậy? Cái này là nó là một cái mong muốn sâu thẳm trong trái tim. Hay là quá là quấn quanh đầu luôn. À, quanh miệng luôn. Quanh miệng, con không la được. Không la được luôn. Chừng nào mà không la mà háo ra. Đúng rồi, chỉ cần la nhẹ cái thôi là quấn liền. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhét góc luôn. Nhưng mà mày đừng có nói cái ý nghĩa gì không? Mình nói em tặng em món quà dễ thương thôi. Hai người đã có quà, giờ mấy người tư vấn giùm tôi được không? Có luôn rồi nè. Ma le. Mỗi khi mà em đi làm về đó hả, không bự gì hết. Tiền đâu hả, không quá trời bự luôn. Em ơi, tặng em ma le. Mình với bụng bẹt bẹt cái giọng mình ra nó dễ thương không? Tặng em ma le, nhìn sợ không? Tặng em ma le, nó dễ thương. Đâu tặng em ma chùm bền kìa. Tặng em ma chùm bền. Đúng rồi. Tặng em là sắc ướp. Không, nó ướp ông luôn á, nó ướp rồi. Nó bị nặng quá. Nhảy đi. Nữ hoàng Ai Cập. Tặng em là nữ hoàng Ai Cập. Thôi bây giờ qua trang trí ma le. Gặp đi. Đồ dùng đã sẵn sàng hết trơn trọi rồi. Thì bây giờ mình sẽ quà mặt, không lại quà cái món quà để mà tặng vợ mình. À, tự tin không? Dễ mà anh, cái này chét lên là xong rồi. Sao mồ hôi em đổ vậy? Em đang nghĩ tới việc là tặng nó cho vợ em, để em sẽ nhận kết quả như thế nào. Không mà sao dễ thương nha, nói cái ngôn ngữ của anh dạy em nãy là sao?
tặng gì? Tặng vợ con Batman. Ê, nghe nè, vợ có tật xấu gì không? Kể nghe coi. Nhiều lắm. Nay biết đi quay không? Không biết đi đâu mà. Hôm nay không biết đi đâu luôn. Chưa biết đi quay là cấm liền. Đúng rồi, cấm liền, đánh liền đó. Đánh liền. Đánh liền là mắt tím mà đó. Cộng là mấy đứa rồi? Hai đứa rồi. Tật xấu gì mà ông sợ nhất? Bẩn kinh khủng luôn. Ở dơ hả? Ở dơ lắm. Bẩn kinh khủng luôn. Là một stylist quốc dân đi. Rất là nhiều đồ quần áo nhưng không có cái nào mà để đúng cái chỗ cái nào luôn. Tức là lột ra là quăng quăng này quăng kia. Không, mình cũng phải hiểu được một cái vấn đề là đi làm mệt về ấy, thì cũng không có thời gian để mà sắp xếp đồ. Nhưng mà cũng không thể nào cái kiểu mà từ trong nhà vệ sinh cho đến phòng ngủ thì nó cũng chỗ nào cũng có. Ừ, chỗ nào cũng có luôn. Ủa rồi ông lượm ai lượm? Đương nhiên là mình phải lượm thôi. Ừ, rải xong bắt đầu lượm từng cái hả? Đúng rồi. Vợ em có rải gì không? Có rải. Vợ em cũng thuộc kiểu là cũng đồ cũng quăng tùm lum. Mỗi lần mà sắp sửa mà đi event đồ tiệc đồ là thải liên tục thử khoảng 5-10 bộ là mặc ra thay vô mặc ra thay vô mặc ra rồi quăng đó hai bộ khác không vừa ý quăng ra đó luôn quăng mỗi nơi một ít á là em phải lượm như chiến trường luôn như chiến trường thì em không lượm lý do chỗ mà ngủ đúng rồi mà nếu như em không dọn bà có la em không em không dọn bà kệ bà vẫn đi ngủ tức là không la ngủ luôn là có là mai không dọn quan tâm luôn á không quan tâm em coi em bực quá em mới đi dọn nếu mà gói gọn vợ em cho dùng hai chữ em sẽ gói gọn chữ gì hai chữ thôi em muốn nhiều chữ hơn nữa em muốn mấy chữ em muốn bốn chữ bốn chữ hả ừ tự nhiên bây giờ đột ngột quá hai chữ thôi cho dễ cho thời gian suy nghĩ ông muốn mấy chữ hai chữ đi hai chữ thôi bất lực một sự bất lực người đàn ông dạm dở râu ria nói anh chứ anh nói đâu nói vợ anh đâu anh nghe nói anh bất lực ông ra nói ông á cho vợ câu khác đi bất lực rồi của ông hai chữ thôi cho suy nghĩ gì tiếp bây giờ em nè cho nó cho em hai từ bản thân của em là thánh sống ấy có nghĩa ở nhà là cái gì cũng đến tay em chồng ơi cái gì chồng ơi vậy đó chồng ơi cái gì chồng ơi vậy đó là thành công không có ở đợi em con sen em thì danh là con sen nè chữ thành sống là nó ấy quá nó ấy quá nó bị cao cả quá chữ sen con sen còn nếu mà hai chữ vợ em bà chùm bà trùm trùm so hay là bà trùm gì trùm man trùm so các loại trùm luôn trùm ăn trùm uống cái gì em hèn chi chọn ma trùm mền hai chữ vợ cho xin thêm một chữ nữa được không được ba chữ đấng toàn năng đấng toàn năng là sao có nghĩa là cái đấng đấy là cái đấng là thiêng liêng đúng thiêng liêng lắm không có một cái đấng nào giống cái đấng này luôn có ở nhà mà có đấng thôi đúng rồi tự dưng là mình giống như kiểu quân vậy đó tự dưng mình lại như ở thành một con ở ô xin luôn mà mình á là ô xin chuyên nghiệp hình như tới đây hình như là nhân viên biết mình là kiếp ở đợ hay sao mà đưa ba cái tập về giờ ba người đàn ông mà số phận cam chịu ẩm hiu anh cũng phải anh cũng y chang luôn nhà làm hết ca ba con ở đợ ha ba con trời ơi xui quá rồi giờ nó ăn ngon không không ngon con sợ nấu đâu mà ngon ê sao không suy nghĩ gì vậy không phải đâu mà nghe ra trong đầu nghe ủa rồi mỗi lần ăn uống ăn sao thật ra là nếu mà nói là không bao giờ nấu thì nó hơi quá đáng có nấu sở trường bảo là món gì vậy? Cái món mà từ trước đến giờ mà khi mà mới đầu mà quen bông á đến tận bây giờ là hơn 3 năm rồi là hôm nào mà đói mà ví dụ như kiểu là không biết nấu gì là sẽ nấu món đó món gì vậy? hành mắm củ hành á mình sẽ sắt nhỏ ra này mình cho dầu vào mình chiên lên rồi mình đổ ít mắm và cho tí nước vào mỡ hành á xong mình đun lên khi nào nó sôi bắt ra ăn với cơm cái đó miền Nam thì kêu là kho quẹt đó không nó không sang được như kho quẹt đâu đây kho quẹt nó có tấp mỡ đúng rồi với lại nó có lạp xưởng nó hành với mắm thôi ồ nhỏ này ác kìa bông ác kìa trời ơi mà sao nó ăn dễ vẫn mập vậy không biết ăn ở đâu chứ ăn ở nhà là như vậy á có nghĩa là ra ngoài là bà đã ăn riêng rồi có đi ăn riêng đây để kể cho một cái hôm trước vừa mới nói bảo là em đi họp công việc cái iPad mà mình cầm á là có cái tài khoản Facebook trên đấy tự dưng mình đang ngồi mình cầm Facebook này hiện lên to cái tối nay 7 giờ nhậu nhé mà rõ ràng vừa mới nhắn cho mình bảo anh về sớm tối nay em đi họp công việc họp mà tan mất 7 giờ tối đi nhậu nhé thì đó họp cái bằng nhậu đó đó ở nhà giữ con hả ở nhà giữ con thì mình tin đâu mình có nghĩa là mình phải giả câm giả điếc để mình yên ổn sống trong một gia đình để mình làm một cái con sen nó yên bình thôi phận sen nó đã khổ rồi mà còn bị đánh nữa mà lèm bèm nữa đúng rồi lèm đánh nữa mấy tiếng sau bà mới về ba giờ sáng hèn chưa mắt thông qua ngày dầm kỹ coi anh em mình da mặt ai cũng đẹp riêng đôi đâu cái này là ý kiến bị ăn đòn sao mắt không quần vậy stress hả đang bị stress rồi sao bị stress đó chết rồi bạn hòa bẻ cái tay vô nè
Ủa sao vậy? Cái này nó gọi một là... tay thôi. Một tay thôi. Một tay thôi. Đúng rồi. Nhưng bây giờ rủ về tặng vợ rồi nó hỏi còn cái tay nữa đâu. Thì đưa cho cái này. Tay này của em là bên tay trái là anh luôn giữ trong tim. Đúng rồi, bỏ ngay túi đúng nha. Đúng rồi, cái này lúc nào mà nhớ ngay túi. Lúc nào anh cũng được nắm tay em đi khắp thế gian. Thế gian. Đúng rồi. Đúng rồi, mình phải lương lẹo. Đúng rồi. Chứ mình mà nói là mình bẻ hay mình làm biết này. Quýnh nữa. Là bên này bầm nữa. Ủa sao đây bầm vậy? Dù bà đi tập bước sinh. Hay lầm lớn nhất của đời người đó. Anh tập với em cho nó vui. Thì mình cũng nghĩ là cho nó vui. Nhưng nó quýnh thiệt. Mình nghĩ là chỉ quẹt quẹt cho vui thôi, vui né, thôi. Né, né. Nhưng mà mình né né nó hơi chậm so với cái tốc độ vui của bà. Bà vui hơi nhanh. Cái này là anh em mình có điểm chung nha. Sao vậy, em bị gì? Vợ em cũng quýnh. Không học võ mà quýnh lẹ. Nó không né được cái nào luôn. Dạ mà lý do gì quýnh em? Nhiều lúc em cà giỡn á. Cà giỡn quýnh em. Dạ. Giờ em nó ăn ngon không? Không luôn. Không luôn hả? Rồi thường thường nhà em ăn ở đâu? Một là mẹ em nấu. Mẹ em nấu? Hay là tiệm. Em sống chung với mẹ không? Có. Rồi mẹ em có thương với số phận của em không? Thương chứ. Mà mẹ em binh em là binh vợ em? Em binh vợ em nha. Xui luôn nha. Xui luôn á. Là mẹ ruột em hả? Mẹ ruột em á. Vậy hai nhỏ lấy lòng mẹ chồng hay quá trời. Bên này cũng thế mà. Nhiều lúc mình nghĩ là không biết mình phải con đẻ không á. Vậy hả? Ở chung nhà luôn hả? Chung nhà luôn. Từ lúc mà mẹ vào mình mới được ăn ngon. Mình cảm thấy là người này nó có cái miếng ăn mà mồm nó sướng thật đó. Có khi nào hai mẹ con nhìn nhau rớt nước mắt không? Mắt nước mắt mà trong thôi. Mẹ thật ra là ở phía bên kia, phía xin tiếng bên kia. Ủa vậy luôn hả? Ừ, con đã bênh lắm. Nhiều lúc về nha là quần áo thứ mẹ cũng đem đi giặt hộ. Mình hay dọn nhà rồi cào nhau cái việc mà đồ quần áo rồi mình phải hởi á. Mình cũng hay cào nhau, mình hay nói mẹ bảo cái chuyện đấy chuyện bình thường con. Vợ em có tật xấu nữa không? Thấy nó đẹp á. Thì ngoài đẹp ra là cái gì tật xấu hết á. Hả? Biếng nè. Làm biếng. Bừa bộn nè. Đúng. Ăn nhiều nè. Bây giờ đang có bầu ăn nhiều thì cũng thấu cảm. Không có bầu cũng ăn nhiều luôn á. Ăn gì nữa sáng ăn sao? Mở mắt ra là hôm nay đang nghĩ hôm nay phải lên lịch là ăn cái gì ở đâu đó. Thèm cái gì là nhất nhất là phải đi ăn bằng được á. Là làm không làm lo lên lịch ăn. Đúng rồi. Trời ơi. Có nào định dùng lên không? Có suy nghĩ đến một ngày đấy. Mà có nào hành động chưa? Có hành động rồi, hôm đấy là không có dọn dẹp gì luôn. Không có làm bất cứ một cái việc gì trong nhà luôn. Suy nghĩ trong đầu là để cho tự nhận thức là nó bừa bộn và phải tự đi làm. Nhưng không, hai ngày sau vẫn vậy. Rồi cuối cùng quyết định không dùng lên nữa. Đúng rồi, mình lại phải xuống thôi. Cam chịu tiếp. Em bị chàng. Mà em có định dùng lên trong đầu, có ý định dùng lên không? Em bùng lên thì em thiệt thôi. Em bùng lên rồi, nói. Em nói hả? Em không chịu được nữa rồi, bắt phải dọn, bắt phải làm. Rồi sao? Rồi không làm. Không làm. Cái buông xuôi luôn. Kêu là tại vì bây giờ đẻ cho hai đứa rồi. Phải chịu thôi. Phải chịu thôi. Đúng rồi, như là bây giờ gông vào cổ rồi đúng không? Cái này là muốn vết mà vết bính không được. Tẹt. Đâu của em đâu. Ủa sao cái con ma vậy em dễ đít không vậy? Hả? Em không dám vẽ ở trên đó em. Em xem sợ thiệt á. Trong cái hình thấy không? Cái con ma vậy thì vẽ ở đây. Nó cũng lén mà nó vẽ dưới đây không? Ở đây ai thấy ở đây? Bởi vì nó sợ vợ. Em chỉ vẽ con mắt đỏ thôi là anh hiểu ha. À, có nghĩa là sâu nội tâm là ác từ trong con mắt ác ra. Đúng. Ghê thiệt. Nói chung là ở trong nhà thì anh em mình coi như là hơi thua thiệt xíu. Nãy giờ là những cái phút giây trải lòng cũng như chia sẻ rớt nước mắt thiệt sự luôn của Tùng Minh cũng như là Dây Quân đó. Và bây giờ chương trình có những cái tấm thẻ bài ở đây, thì ở trong đây gồm những từ khóa. Nếu như ai mà bóc được từ khóa nào thì mọi người phải làm chủ sĩ với từ khóa đó. Sau đó là những người còn lại sẽ chia sẻ câu chuyện của mình. Rồi bây giờ người đàn ông thấy thương tội lỗi nhất nè, chọn đi, thích cái nào? Cái này đi. Cãi nhau nên im lặng hay giải quyết tức thì? Cãi nhau á thì thường thường là giải quyết luôn. Đúng luôn, đúng khỏe rồi. Đúng không? Đúng rồi, cho khỏe, giải quyết luôn. Đừng im lặng. Có những cái lần mà ví dụ cãi nhau căng lắm rồi, cảm giác như kiểu là không ở được với nhau rồi. Nhưng mà vẫn phải giải quyết ngay lúc đấy. Đúng rồi. Không ai chịu ai cái gì đúng không? Nhìn mặt thấy thương quá. Nhìn cái mặt cũng dùng lên mà mắt thâm tím thấy thương quá. Muốn dùng lên không? Có. Tại cái gu của ông là nếu mà vợ chồng mà cãi lộ là muốn giải quyết tức thời luôn. Đúng rồi, giải quyết tức thời luôn. Có nghĩa là có những cái gì bức xúc là mình phải nói luôn. Chứ ví dụ như kiểu để càng suy nghĩ về sau á. Nhiều người ta nghĩ rằng là chúng ta không nên nói chuyện ngay lúc đấy để bình tĩnh nói. Nhưng mà theo mình nghĩ rằng là cứ nói hết đi. Nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Chửi bới hay là có tức giận gì cứ nói đi. Thà là như vậy để giải tỏa cảm xúc trong người đi. Còn theo em Quân. Em là em cũng muốn giải quyết tức thì. Nhưng mà vợ em cứ im lặng. Chị bỏ tay luôn. Cãi lộn thì em cãi mồm luôn hả? Cãi không ra luôn. Thì em nói đi, bây giờ anh muốn nghe em nói như thế nào? Súng để bụng chết mang theo đó. Vậy bây giờ sao giải quyết? Ví dụ như mình bức bối quá, thà nói quýnh như bên đây thì nó dễ giải quyết hơn. Còn như lúc đó là mình phải chấp nhận anh. Giờ là chấp nhận hả? Là mình phải xuống nước rồi. Mình luôn luôn sai. Trong cái chủ đề này ai cũng muốn là giải quyết tất cả cái vấn đề tại chỗ đó đúng không? Nói thẳng cho nhau hiểu. Vậy là phải đưa bé này qua nhà của ông, chứ ở 3 ngày.
để nó học bà bông. Thôi đừng, em không muốn bắt trứng đâu, không muốn ăn quả trứng đâu anh. Qua bên này mà bà ấy mà im lặng nữa là mình còn chết nữa đó. Có nghĩa là qua đây là sợ bà này, học bà này. Đúng rồi, mà phụ nữ học nhau nhanh lắm. Thà im im mình còn trứng. Ở trên đó là những cái chai, nhiệm vụ của hai bạn là canh và bắn cái pẹt cái trúng cái chai đó. Hai người đều có câu trả lời hết. Nhưng mà nếu ai bắn trúng cái chai thì người đó sẽ có thời gian suy nghĩ. Còn nếu như mà không trúng cái chai thì người đó phải trả lời thật là nhanh nha. Nhưng mà điều quan trọng là phải quyết định cái này, quyết định số phận nha. Cái này rất là gọi là hiểu ý vợ. Nếu mà mình trả lời sai thì về vợ nó bắn mình y chang như vậy. Rồi các bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi. 3 2 1 bắn. Nhắm trúng. Ủa? Tùng Minh là gần hơn, em là xa hơn nha. Bây giờ câu hỏi đầu tiên. Đây câu hỏi đầu tiên, vợ cao bánh mấy? Mấy 76. 76. Vợ cao bánh mấy? 72. Lần thứ 2. 3, 2, 1, bắn. Wow. Vợ thích màu gì? Tím. Màu tím. Vợ thích màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Lần thứ 3. 3, 2, 1, bắn. Hay quá. Số đo ba dòng đẹp nhất của vợ em. Số đo lúc đẹp nhất. Dạ. 82, 62, 91. Còn à, ông nhà quá. Số đo ba dòng của vợ không? Số đo ba dòng của vợ. Lúc mà đẹp nhất hả? 80, 62, 79. 79. Ủa sao? Rồi. Ủa sao bồng ba kìa? Ủa sao lẻ lẻ 99? Sai ta. Bồng ba 79 là móp lắm á. Móp nha, nó bị móp. Thỏm nha. Thỏm hả? Thỏm. Lên đi thì nó quýnh nha. Nó quýnh nó. 85 được không? Ai được. Biết vợ ông hỏi tôi 85 được không? 90. 90. Rồi, mình tập như là 90 vậy mà. Lần thứ 4. 3, 2, 1. Bắn. Trúng. Rồi, hụt nữa nham nha. Vợ em cân nặng bao nhiêu? Hiện tại bây giờ. Hiện tại hả? 65kg. 65. Ủa, có bầu 65kg hả? Đúng rồi. Bầu tháng thứ 4 rồi anh. 60. Chắc chưa? Chắc. Lần cuối cùng. 3. Mình dở nha, mình dở, bị dở, mình bắn rồi nó dở lắm nha. Size dài của vợ là nhiêu? Hiện tại là chắc là cỡ 41 á. 41. 35. 35. Sao cái này đón đại hay là... Không thật mà. 35 chân em bé chân nha. Chân nhỏ thì được. Không, chân bé lắm. 36 á. Chân 35, 36 á. Vui vui thì 36, không vui là 35. Nói chung là cái phần thi vận động các bạn đã xong. Gân cốt đã giãn rồi đúng không? Vậy bây giờ chúng ta cùng đến với gọi là phần thử lòng. Rồi, và bây giờ sẽ là một cái phần rất là thú vị, đó chính là thử lòng vợ. Và bây giờ sẽ là phần thử lòng của Tùng Minh trước đi ha. Tùng Minh sẽ đưa ra cái câu chuyện gì để thử lòng cho bà vợ giật gân chơi. Chắc là xin mua đồ tập. Tập gì, đồ tập gì? Boxing á. À, mà từ đó giờ có hay mua không? Không. Bây giờ định xin nhiêu? Tầm 25-30 triệu vậy đó. 25-30 triệu. Thử xem. Thử xem sao. Xin mời qua đây. Nó chẳng may mà xin được thì... Rồi, qua bên khu vực riêng của mình đi à. Sẵn sàng chưa? Ok. Vừa mới nhắn tin bảo là em đang về cất đồ rồi em đi đón con. À rồi, điện đi. Cô ơi. Đang đâu ơi? Đang đi về cất đồ đón con đấy. À, anh bảo này. Ê. Cô ơi. Lô. Bảo. Đâu rồi? Alo. Nó tắt luôn rồi. Trời ơi. Không. Gọi gì mà lạc lõng vậy? Không gọi điện thoại lại. Cái không cho FaceTime. Không cho FaceTime. Không cho FaceTime. Alo. Sao anh? Chồng bảo này, bây giờ chồng nhờ cái này xíu nha. Nói đi, lẽ đi là cứ ngồi. Bà lỡ đặt cái đồ tập rồi á. Chồng lỡ đặt đồ tập rồi, bây giờ vợ cho tiền vợ mua được không? Lỡ đặt. Bao tiền? Hả? Bao tiền nói luôn đi, mệt quá. 28 triệu mấy anh nhớ, anh mà anh đặt trước 2 triệu rồi. 28 triệu mấy à? Ừ. Bán xe đi nhá. Bán xe đi nhá. Trời ơi. Trời ơi. Phú. Đúng rồi, tội quá à. 28 triệu mấy à? Bán xe đi nha. Mà nó không cho nói. Không cho nói luôn. Hãy nhìn đi. Trời ơi, người đàn ông mất một chởm ngay đầu. Quá trời rồi. Mấy năm trước em chơi ông là không có nha. Không có hả? Chưa lấy bông là... Bây giờ tôi không có dám hỏi, tôi bị áp lực á. Tôi không dám hỏi là mình khảo sát thử coi ông nãy giờ ông trả lời đúng hay không. Đừng hỏi Lâm. Hỏi là thêm một mạng ra đi Lâm. Cái trường hợp này bỏ qua được không à? Chương trình ơi, cứu em đi. Cố Lâm. Ông anh gọi lại nhưng mà anh Lâm nghe. Anh gọi lại số anh mà anh Lâm nghe. Rồi đi gọi hết pin luôn rồi.
Alo. Alo Bông hả? Dạ em nghe. Bông ơi, anh Lê Dương Bảo Lâm là đó mình quay chung á, Bông nhớ không? À em đây anh. Trời ơi Bông ơi, vui quá trời quá đất luôn. Ủa nãy sao giọng cọc, giờ giọng dễ thương em. Ủa sao rồi nào cọc? Hồi nãy em kêu chồng em đó, kêu nó bán xe đó. Trời ơi, giờ xanh mặt em, giờ anh điện lại xin lỗi em. Xin lỗi nha, đừng về quýnh nó chồng nữa nha. Ủa đang quay à? Đúng rồi, đang quay em. Sao Bông ơi, tới đây đồ nó than quá trời quá đất luôn. Mà cuối cùng hãy chồng điện cho em mới thấy sự thật em. Nhỏ chưa nói gì em tắt máy Bông. Ủa sao em cọc thế trời? Trời ơi em hát quá trời. Em đang đi làm mà nó gọi em cứ tặng mình. Ôi em ơi, sao mắt của con nhỏ bị đen thui lùi vậy? Chỗ này em đi đấu giải, dám nói là em đấm không? Ê Bông ơi, anh đang tham gia chương trình đó Bông. Có một cái phần test, gọi là cái test coi là vợ chồng có hiểu nhau hay không. Thì cái phần cuối cùng này giải thưởng là 50 triệu. Nếu như mà hả Tùng Minh với em có trùng khớp ý với nhau thì hai chồng sẽ được 50 triệu nghe. Cho anh khảo sát em xíu nữa thôi hà. Không, anh nói dối em, đúng không, không là chuyện 50 triệu. Trời em ơi, thiệt sự luôn em ơi, thiệt sự 50 triệu nha. Nếu về bằng Tùng Minh nó không có đưa em mà nó ém em ơi. Chương trình là 50 triệu rõ ràng. Nghe. Em gái ơi, cho anh hỏi là chiều cao của em bao nhiêu nè? Em cao 1m7 à. Cân nặng à? Cân nặng bây giờ á. Đúng rồi, bây giờ. Chết rồi, sao nữa, sao dám nói thật trời. Nói thật đi em à. 62kg. Nha. Màu yêu thích của em à? Em thích màu xanh dương. Rồi, chung chung cũng được, số đo ba vòng à? Số đo ba vòng, trời đất ơi, 90. 90 rồi. Thôi vậy mà nói vòng màu em 80 rồi Bông ơi, vòng 2. 70. 70, vậy mà ông ém bớt nó 62 nha, vòng 3 à? Trời đất ơi, đấy là cái con nào, số đo. Đúng rồi, con nào em nha, giờ em gửi một cái bánh trung thu vô mắt giùm anh à. Ừ. Vòng 3. 90 đúng rồi. Thấy không, hồi nãy kêu sai mình, em 79. Hồi nãy nói vòng 3 em 79 nó. Ủa xìu, giờ em sao lép quá vậy? Rồi cái tụi anh góp ý vô đẩy lên 90. Hên dễ sợ không? Em ơi size dài em. Size dài em là 38 ạ. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Dạ. Em đừng quýnh chồng nữa, em đừng quýnh chồng giả mang nữa. Em cái ở trên cái chõm đầu nó bị hối một miếng này em nắm em. Trời ơi, nói xong đến đấy để nói số em đúng không? Thôi nha, Tùng Minh từ mai mốt là không có đi quay đi kể cái gì đó nha. Làm mặt xấu vợ thôi. Thế bây giờ đi quay có tiền con có đi không? Ừ thì đi nha. Rồi cảm ơn Bông rất là nhiều, chúc Bông thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn Bông, bye bye Bông. Dạ em cảm ơn anh. Nhỏ dễ thương quá. Mà nói nhỏ vợ dữ. Không có đâu. Ê, mà nói nghe sai hết nha. Chỉ có đúng cái vòng 3 của vợ là 90, nãy tôi góp ý thôi. Không, nhưng cái mà màu cái xanh chiều dương cao ấy 72 thì hai cái phần số 2 đấy nó xuống 62 cân dưới nó bù. Rồi bây giờ tới em nè. Dạ. Thôi, chắc vậy thì gọi tiếng luôn đi chứ gọi hình sợ nghe không rõ. Rồi gọi tiếng luôn đi. Alo. Chưa xong à? Chưa, sắp chưa xong. Nhưng mà trong bảo tí này đang ngồi với anh Dương Lâm với anh Tùng á. Chắc là tí anh mấy anh em đi làm mấy chai bia á, không về được á. Tí nữa vợ đi tự đi sự kiện mình nhá. Bớt ngáo đi. Á nó đi sự kiện mà kêu không đi. Thì bây giờ lâu lâu anh em gặp nhau ngồi uống bia tí. Tự đi nhá. Dạ bớt à. Lâu lâu mới ngồi bên này mặt nhau tí. Ở ngoài Hải Phòng người ta vào người ta mời sự kiện thì kêu không đi. Thôi nhá. Bớt xàm đi. Bây giờ nhá, mà để cho Lâm mà gọi cho Thanh xem giọng khác liền. Để thôi là đưa số bấm giùm anh đi. Dạ. Hay chửi có hai vợ chán trường quen. Ông nào có chương trình đừng có vợ thiệt. Alo ạ. Ủa phải trúng quyền Thanh không à? Dạ. Ồ bé dễ thương quá. Anh là Lê Vũ Lâm nè em. Anh mà ngày xưa quay chung với em một lần em nhớ không? Mà anh là ai em đâu có biết đâu. Anh là Lê Dương Bảo Lâm đó. Trời ơi, bữa quay chung á. Rồi em nghe nè, sao em định rủ em chồng em đi đâu? Thôi em đừng chửi cho tội nghiệp anh em, không có, đó là giỡn thôi. Em ơi, đang tham gia chương trình gọi là chương trình gì? Còn nó chửi sợ quá quên chương trình luôn rồi. Thám tử hôn nhân, có những cái câu trắc nghiệm, cái phần cuối cùng là lượt là 20 triệu. Nếu như mà chồng em và em có cái gọi là đáp án trùng khớp với nhau, một câu thì sẽ được 10 triệu, tổng cộng là 5 câu. Thì nếu đúng một câu thì được 10 triệu. Cho anh hỏi nè, chiều cao của em bao nhiêu? 1m76. Wow, chúc mừng em được 10 triệu. Cân nặng, yeah, cân nặng của em bao nhiêu à? Cân nặng của em là 62. Hiện tại nha. Hiện tại là 63. 63, như vậy là mình sai rồi. Mà màu yêu thích của em là màu gì? Màu hồng. Màu hồng, chồng em ghi màu tím, về quýnh nó tím mắt giùm anh nghe. Rồi bây giờ số đo. Em nói nghe nè, tôi nói chồng em mà đi luôn đừng về nữa nha. Đi luôn đừng về em nha. Hai đứa mướn phòng trọ ở chung đi. Bây giờ số đo ba vòng của em nè. Khúc mà đẹp nhất á. Cái khúc mà đẹp nhất nha, chứ đừng cái khúc mà đẻ nha. Khúc mà đẹp nhất á. 84. 84. Chồng em ghi 82 nha.
vòng eo à? 60. 60, chồng em nó mập hơn là 62. Vòng 3. 93. 93. Là 93 là vừa có quần đụng mông hay sao vậy em? Chồng ghi bô 91. Được rồi anh. Ừ, như vậy là sai hết rồi nha em nha. Sai dài nè, cái cuối cùng đáng được 10 triệu. Mấy tiền. Bậy em, trời ơi, tiền nhiều lắm em. Nhỏ này nó nghe không có tiền tắt luôn à. Ủa em, tự nhiên anh chưa nói chuyện xong em tắt vậy em? Em không có tắt. Chứ... em thấy cái chương trình này thấy có vẻ như là chia cắt mối quan hệ vợ chồng quá. Là ông trời sao á. Em bây giờ sao á? Câu cuối cùng nè, sai dài bao nhiêu? 40. Rồi, để ghi 41 nha, không có tiền. Trời, cảm ơn em rất là nhiều, bye bye em. Bye bye. Ừ, trời, giờ cũng dễ thương quá ha. Rồi giờ dám về không? Sao mà dám. Về làm xem tiếp chứ anh. Giờ làm xem tiếp đúng không? Nhưng mà hai ông chồng dường như không hiểu nhau lắm. Trời, không, hai ông chồng hiểu vợ chứ. Hiểu vợ, không hiểu lắm nha. Và bây giờ Lâm sẽ có hai, gọi là cũng là hai cái phiếu luôn. Ở đây là một là lời cảm ơn, hai là lời xin lỗi. Nếu như hai bạn mà bốc chúng được cái nào thì các bạn hãy thể hiện cái tình cảm của mình. Xin mời hai bạn. Cho Quỳnh bốc nhất. Không, cuộc đời ông đen tối hơn. Anh nhường anh đó chứ em thương anh lắm rồi đó. Sao quả cuộc đời này sao nó cứ dính đến cái từ này mãi không này. Đã khổ, đã bị quýnh rồi mà giờ bắt xin lỗi. Rồi bây giờ tôi Quân bóc đây. Lời cảm ơn. Rồi cảm ơn, đây là lời xin lỗi. Vợ ơi, thực ra thì từ đầu chương trình đến giờ là có nói xấu hơi nhiều, có phóng đại hơi nhiều, nhưng mà chủ yếu là để cho vui là chính thôi. Chứ chồng cũng không có cần vợ phải thay đổi. Chồng vẫn là rất là yêu những cái gì mà vợ có. Chồng cũng muốn gửi lời cảm ơn. Cảm ơn vợ vì đã sinh cho chồng những đứa con. Và sắp tới nữa sẽ là một cái hành trình tiếp theo để sinh bé thứ hai của nhà mình nhé. Thì hy vọng là vợ sẽ luôn luôn khỏe mạnh. Và con cũng sẽ khỏe mạnh. Và cảm ơn vợ vì đã hy sinh tất cả dành cho chồng. Xin chào bà xã. Anh có một vài lời muốn nói với em. Thật ra là sau cả một cái quãng thời gian rất là dài chúng ta chung sống với nhau, đã có hai đứa con trai rất là đẹp rồi. Thì anh muốn nói rằng là anh rất tôn trọng và biết ơn tất cả những cái gì mà em đã hy sinh cho anh và cho cả gia đình. Những cái gì mà em hay xem ở trên truyền hình hay là những cái chương trình anh tham gia, anh nói xấu về em, thì anh chỉ muốn nói rằng là có nhiều cái xấu không phải là để mà xấu. Nói đơn giản rằng là cái xấu là cái mà anh yêu ở em. Và anh muốn để cho mọi người biết rằng là chỉ có một mình anh có thể chấp nhận và yêu được tất cả những cái xấu đó của em. Cũng giống như em đang làm và đã làm cho anh. Anh có rất nhiều những cái tật xấu, nhưng có rất nhiều những cái mà có thể người ta khi nhìn vào người ta không thể chấp nhận được. Nhưng chỉ có một mình em có thể chấp nhận được và chung sống cùng với cả cái điều đó với anh. Và anh hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhiều hơn nữa để có thể rằng là đi một cái đoạn đường dài đến cuối cuộc đời này. Và anh phải nói một điều thật sự trong lòng của anh là anh cảm ơn em và anh xin lỗi rất là nhiều những cái việc, những cái điều mà anh chưa thể làm cho em ngay lúc này. Nhưng anh hứa và sẽ cố gắng làm sao mà để từ bây giờ về sau, tất cả những cái xấu của em, anh, chỉ một mình anh là cái người yêu cái điều đó ở em. Quý vị khán giả thân mến, thì thời lượng chương trình của chúng tôi đã hết rồi. Thì ngày hôm nay rất là vui và đây là món quà. Đây, nữ hoàng Ai Cập. Bị rụng tay. Rụng tay. Về nói giờ sao quên này. Bàn tay này của em lúc nào anh cũng được nắm lấy và luôn ở trong tim. Trời ơi, dễ thương quá à. Giữ nó cho riêng anh luôn. Rồi đây là món quà gì em tặng cho chúng Quyền Thanh đây. Tặng vợ Machu Man. Dạ, cảm ơn tất cả quý khán giả đón xem chương trình Thẩm Tử Hôn Nhân.